trao lầm tình yêu cho anh, chương 11. Lý Vi chừng mắt liếc nhìn hung thủ đối diện. Xem cậu phát hỏa kìa, sớm bảo cậu đi tìm cô nào đó dập lửa đi không nghe. Cậu xem, đào từ người ta tính tình thật là tốt. Đây là lần đầu tiên Lăng Lăng nghe được kiểu nói chuyện ám chỉ tình dục như vậy. Mặt đỏ như gấc, quay mặt đi thì gặp ánh mắt ngây dại của Uông Đào nhìn cô cười ngây ngô. Cười đến nỗi cô càng thêm đứng ngồi không yên. Trịnh Minh Hạo nhìn ra sự xấu hổ của cô, lại ném thêm một chai bia qua. Xúc sạch cái miệng đi, coi chừng trở về tới diệt cậu. Lý Vi hiểu rõ mười mươi, không chút tức giận nói. Ý tốt không được báo đáp, tôi không thèm nói gì nữa, tôi uống đây. Nói xong, anh ta cầm lấy chai bia rót đầy cốc Uông Đào. Uông Đào nấc một tiếng, vội vàng giữ cái chai, lắc đầu. Tôi không thể uống nữa. Hôm nay cậu đến muộn, đáng lý phải tự phạt thêm 3 ly, đúng không nào? Uông Đào cười ngây ngô gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Uống xong 3 ly, mặt Uông Đào đỏ lên, mắt say lờ đờ, mông lung. Lý Vi lại rót thêm một ly. Uông Đào hồi lâu mới tìm được ly bia, vừa cầm lên thì Trịnh Minh Hạo bên cạnh đã bắt lấy chiếc ly trong anh ta. Được rồi, đừng uống nữa. Tớ không... Sao? Uông Đào loạng choạng đứng dậy, ngọng nghịu nói. Tớ mời mọi người một ly. Tình cảnh này, Lăng Lăng có ngốc cũng nhìn ra được Lý Vi đang cố ý chuốc say Uông Đào. Cho dù không phải là bạn gái Uông Đào, thì cô cũng có cách không có cách nào thờ ơ mặc kệ. Đoạt lấy ly bia của Uông Đào, cô nói với mọi người. Ly này em thay anh Uông Đào chúc các anh. Một bàn đầy người trở nên ồn ào phấn khích. Uông Đào nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn. Trịnh Minh Hạo dựa lưng vào ghế lạnh lùng nói. Tôi không uống với phụ nữ. Lăng Lăng thong thả nói. Uông Đào là người đàn ông tình cảm sâu nặng nhất em từng gặp. Chỉ là không giỏi biểu đạt. 4 năm đại học, các anh sắp chia tay nhau, mỗi người một ngả. Trong lòng anh ấy khổ sở, không muốn ngừng. Anh ấy rất muốn cùng các anh uống hết mình, nhưng tiếc là tiểu lượng không cao. Cô uống một hơi cạn ly bia, vị chua xót theo lời nói chảy xuôi vào cơ thể, hòa với nhau, tựa như tình yêu của cô, ngọt ngào muốn lên men, chỉ có thể tận sức nương theo, cay đắng trong miệng đi tìm một chút ý vị ngọt ngào giả tạo còn sót lại, dư vị không ngớt. Cô lại rót thêm một ly, cười khẽ. Em uống chừng nào là đại diện cho chừng đó tâm ý của Uông Đào, các anh cứ tự nhiên đi. Trịnh Minh Hạo nhìn cô, vốn dĩ anh ta cũng say, ánh mắt nhìn cô so với Uông Đào càng ngây dại hơn. Thấy Lăng Lăng uống hết 3 ly, anh ta mới lấy lại tinh thần, khui một chai bia, uống cạn. A Hạo, Lý Vi nói, chẳng phải cậu nói không uống với phụ nữ sao? Biến, các cậu mẹ nó đừng tưởng đứng ngoài xem trò vui. Hôm nay Bạch Lăng Lăng uống bao nhiêu thì các cậu cũng uống bấy nhiêu cho tớ. Ai thiếu một hớp cũng đừng mơ đứng dậy bước chân ra khỏi phòng này. Tớ không uống được, lát nữa tớ bò về được không? Cà Nguyên nói, không uống cũng được. Chị Minh Hạo nói như đinh đóng cột, vậy thì nhảy qua cửa sổ mà về. Mẹ nó, đây là lầu 4 à? Cùng lắm là tàn tật, muốn chết cũng đâu có dễ vậy. Trịnh Minh Hạo, đồ độc ác nhà cậu. Cà Nguyên cầm ly lên, đã bằng một giọng anh dũng hy sinh. Đứa con bà nó không tin mình không uống lại một nữ sinh. Hôm đó, Lăng Lăng không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ trên mặt đất lăn lóc đầy vỏ chai. Tất cả mọi người đều say. Cao Nguyên gục xuống bàn ngủ, Lý Vi cùng Nam Lộc nói chuyện loạn cào cào. Trịnh Minh Hạo vẫn trầm mặc như trước, càng uống càng trầm mặc. Trong toilet, Lăng Lăng một tay chống lên bồn rửa, một tay ôm dạ dày. Dạ dày của cô đau như ướp lạnh, đau đến mức muốn cắt bỏ luôn, ném qua Mỹ để cho cái kẻ quan tâm sốt sáng kia tự mình đi nâng niu nó. Trái tim cô đau như lửa đốt, đau đến mức cô cũng muốn móc nó ra ném đến Mỹ. Dù sao, nó cũng đã không còn thuộc về cô. Chất cồn làm tê liệt thần kinh, khiến cô không thể duy trì lớp ngụy trang giả dối nữa. Sự cô độc bất lực của cô, sự mâu thuẫn sẵn xé trong cô không cách nào để nén tiếp. Cô nhớ anh, cô muốn nói với anh. Anh thực sự hiểu ý nghĩa câu huyết ốc trung nguyên phỉ kính hảo sao? Nếu vậy, chắc anh cũng hiểu câu khoa học không biên giới, nhưng mỗi nhà khoa học đều có tổ quốc của mình. Anh trở về đi. Nhưng xong đã quá muộn, cô đã có bạn trai, cô không còn tư cách gì để yêu cầu anh. Lăng Lăng từ trong bồn rửa đón lấy nước lạnh như băng, vỗ lên mặt, nhìn chính mình trong gương mỉm cười nói. Ai xa ai mới không sống được chứ. Trong gương đột nhiên xuất hiện một người lạ khác, là Trịnh Minh Hạo cầm viên thuốc cùng ly nước đứng bên cạnh cô. Cô ngây ngửa nhìn anh ta trong gương, nhất thời không biết phải nói gì. Gu thẩm mỹ của Lăng Lăng đã bị tất cả mọi người khinh bỉ. Điều duy nhất cô đồng chí hướng với bọn nhóm bạn cùng phòng là Trịnh Minh Hạo trông khá là đẹp trai. Trong đôi mắt anh ta phủ một lớp sương mù,
hàm chứa vài phần phản nghịch, phải tia tình cảm sâu thẳm bên trong. Đó chính là ánh mắt khiến con gái 20 si mê nhất. Anh ta có làn da 5 năm trơn nhẵn, một màu sắc vừa khỏe mạnh vừa gợi cảm, từng được các bạn nữ bầu chọn là màu da kinh điển nhất của nam sinh. Nhưng thời điểm quyến rũ nhất của anh ta là ở trên sân bóng, tựa như cầu thủ yêu thích nhất của cô, Inzaghi, là một thanh kiếm sắc bén, lợi hại nhất. Bạn không biết anh ta khi nào sẽ tuốt khỏi vỏ, nhưng chỉ cần cho anh ta một cơ hội nhỏ, anh ta tuyệt đối có thể chém bạn một nhát chí mạng. Giờ phút này, cô thực sự cảm thấy chính mình bị anh ta đâm một kiếm, trái tim rỉ máu. Trán anh ta đẫm mồ hôi, một đường lăn xuống bên mặt. Anh ta chạy thực nhanh, hiệu thuốc gần nhất cách đây chỉ ít cũng 500m. Đào Tường nói, dạ dày của em không tốt, bảo anh lấy thuốc cho em uống. Lúc anh ta nói chuyện vẫn còn thở gấp, có lẽ là do chạy quá nhanh. Lăng Lăng cầm lấy thuốc, uống vào, nước vẫn còn âm ấm, làm ấm dạ dày, ấm cả tim gan. Em còn tưởng anh ấy sai đến quên trời đất, chung quy anh ấy đối với em vẫn thật cẩn thận quan tâm. Cô vừa cười vừa nói, kỳ thật, cô biết Uông Đào căn bản không nhớ rõ, cho dù anh ấy cũng không uống say, cũng sẽ không nhớ. Chị Minh Hạ đôi tay cầm lấy chiếc ly không, nắm trong lòng bàn tay, đổi giọng hỏi. Dạ dày của em không tốt, tại sao còn uống rượu? Tâm trạng tốt nên uống cho vui thôi. Vậy sao? Anh ta lôi từ trong túi quần một gói khăn giấy đưa cho cô rồi ung dung xoay người đi. Ngừng giây lát, lại quay đầu nói với cô. Ai xa ai không sống được, trong xã hội nào rồi mà vẫn còn có chuyện chung tình đến chết chứ? Anh ta đi rồi, để lại một câu nói bí ẩn khó hiểu, khiến cô mơ hồ có sự cảm xấu. Lăng Lăng hít sâu, áp chế suy nghĩ miên man của chính mình, soi gương rửa khăn giấy lau nước trên mặt, trở về phòng ăn. Cô ngồi xuống an vị xong thì chị Minh Hạo mới vào cửa. Lý Vi say rượu có chút mơ hồ, chạy lại chỗ chị Minh Hạo nháy mắt nói. Thấy cậu cua đi rồi à? Chị Minh Hạo bực bội nói. Tớ mà cần phải cua gái à? Cậu đánh đồng tớ với cái đồ vô dụng nhà cậu hả? Gái đi cua tớ thì có. Cậu không vô dụng, tớ tạo cơ hội cho cậu. Cậu thôi đi được không? Cô cúi đầu, phát hiện ly bia đã được đổi thành tách trà. Nước trà còn mang ốc khói nghi ngút. Cô cẩn thận cầm tách trà lên, hương trà bay vào mũi. Bỗng nhiên, cô nhớ lại người đàn ông ban chiều. Mùi thơm thanh thoát tao nhã trên người anh ta chính là mùi hoa nhài, nhẹ mà không nhạt, thơm như không nồng, tiết chế vừa đủ nhưng ngược lại dư âm thật quyến rũ. Cô nhủ thầm trong lòng, không nhìn rõ mặt mũi anh ta ra sao, thật có chút tiếc nuối. Tiếc nuối của Lăng Lăng nhanh chóng được bù đắp đến mức thẩm mỹ của cô cũng phát ốm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh ta liền đau muốn đứt đầu. Dương Lam Hàm là chữ xuất hiện trong đời cô sau đó khiến cuộc sống Lăng Lăng quay cuồng đảo lộn. Cô tự nhận mình có tố chất tâm lý siêu mạnh nhưng cũng bị người nào đó tra tấn đến mức cô đập đầu vô tường, chết đi cho rảnh nợ. Cô vĩnh viễn không quên được hôm bảo vệ đồ án đó, cô ngồi trên ghế cảm thấy hơi căng thẳng. Uông Đào ngồi ngay bên cạnh nắm tay cô, khuyên. Đừng lo, không sao đâu. Phần hậu trường đều do anh làm giúp, em không hiểu nhiều cho lắm. Dù sao giáo viên chuyên ngành của bọn em cũng không hiểu mấy, sẽ không hỏi quá sâu đâu. Cô gật gật đầu. Mùi hoa nhài thoang thoảng chậm rãi phiêu tán trong không gian. Cô tò mò ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt mênh mông như sóng chiều. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lăng Lăng bỗng cảm thấy như chìm đắm trong một mảnh thế giới tĩnh lặng. Cảm giác ức chế lẫn tiếng ồn chung quanh đều dạt ra thật xa. Anh ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp. To hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như dụ dỗ cô tiến vào thế giới nội tâm của người đó. Thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ. Có người nói, đàn ông và phụ nữ nhìn nhau quá 7 giây, tức có ma sát lẫn nhau, làm bắn ra tia lửa tình ái. Lần đầu tiên, cô và Dương Lan Hà nhìn nhau mất ít nhất 17 giây. Khi cô cảm nhận được máu nóng của mình dâng trào, lập tức xấu hổ tránh né ánh mắt biến chuyển khó lường của anh ta. Thì cùng lúc, cô cũng nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Cô thở dài một tiếng trong lòng. Theo vẻ bề ngoài mà nói, dùng mạo kia chính là điển hình của cảm giác không an toàn, thậm chí xứng đáng gọi là thiếu an toàn nhất trong số đàn ông không an toàn. Một câu khái quát, đẹp trai hoàn hảo. Màu da, nếu đen thêm một chút sẽ mất tào nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi nam tính. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình. Dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm. Lăng Lăng rời mắt, cổ áo sơ mi màu xanh dương đậm, âu phục màu xanh mực,
ngay cả mặc Âu phục mà vẫn làm toát lên hương vị đặc trưng của đàn ông Trung Hoa, quả thực là hàng cực phẩm. Ngôn từ của cô không đủ, không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất anh ta. Đẹp trai, phóng khoáng, không đủ để miêu tả tài năng anh ta. Tào nhã, lịch thiệp, không đủ để miêu tả thanh khí của anh ta. Tóm lại, sức quyến rũ của anh ta nhìn qua chính là ở nội hàm, ở nhân cách. Đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khoa điện. Một giọng nói bất ngờ vang lên giúp Lăng Lăng đang mơ màng cảm thán hoàn hồn trở lại. Cô quay mặt nhìn về phía người nói, không ngờ là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của đại học T. Nhân vật lớn cỡ này, cô chỉ có thể hân hạnh thấy qua một lần trong lễ khai giảng, còn từ lần sau gặp lại chắc là trong buổi lễ tốt nghiệp. Dương Lam Hàng rốt cuộc thu hồi ánh mắt lưu luyến của anh ta, hỏi phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng Châu, tôi có thể đến nghe một lúc không? Giọng nói tao nhã khác thường, ôn hòa lại không quá nồng nhiệt, khinh đạm nhưng không lạnh lùng. Đương nhiên là được, hiệu trưởng Vương đang muốn làm cho phong cách học tập của Đại học T hòa nhập với trào lưu quốc tế. Vừa hay cậu cho ý kiến, xem Đại học T so với Massachusetts thực sự khác biệt ở chỗ nào. Cảm ơn thầy. Dương Lam Hàng thản nhiên xoay người, hướng về phòng bảo vệ của các cô. Từ MIT về á? Cùng một người như vậy, tồn tại trong một không gian thật là áp lực. Cô phát hiện bản thân mình bé nhỏ như một hạt bụi. Lăng Lăng nhìn bóng dáng anh ta mà cảm khái muôn phần, cố gắng tìm kiếm lấy một điểm bị thiếu sót nhằm cân bằng tâm lý bản thân một chút. Còn về phần lý do tại sao tâm lý lại mất cân bằng thì cô cũng không rõ. Nhìn kỹ xuống dưới, cô phát hiện âu phục trên người anh ta không những được thiết kế cắt may vô cùng thanh lịch, mà cổ áo, cổ tay áo, hông, chỗ nào không vừa vặn, rõ ràng là bộ âu phục này được đặt may dành riêng cho anh ta. Trời ạ, coi trọng tiểu tiết đến thế là cùng, có bái phục sát đất. Ngắm đủ chưa? Cô Đào ngồi bên vỗ vai cô, giọng nói nồng nặc mùi ghen tuông. À, Lăng Lăng hơi chuột dạ, chuyên chú nhìn chằm chằm xuống ngón chân, nhỏ giọng đáp. Em chỉ tò mò thôi mà. Cô Đào không thèm nói gì, rõ ràng là bị biểu hiện mê trai của cô làm tổn thương tự ái. Tuy rằng, ai trong lòng cũng ưa thích cái đẹp, thưởng thức cái đẹp là bản tính trời sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất áy náy. Em chỉ hiếu kỳ thôi mà, cố gắng thể hiện lập trường bản thân. Em tự hỏi, một người như anh ta có phụ nữ nào dám cưới nhỉ? Tại sao lại không có? Cảm giác rất không an toàn nha. Cô cười an ủi bạn trai ngồi bên vẻ mặt ghen tu chưa ngớt. Dù sao, nếu cho em chọn, em sẽ chọn người như anh. Cô chỉ là giả sử một chút thôi mà thôi. Dù sao, cô cũng không có cơ hội lựa chọn. Nghe thấy lời của Lăng Lăng, Dương Lam Hàng đang định đi và bỗng khựng lại trước cửa. Một lát sau, anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại, lông mày khẽ nhướng, liếc nhìn qua Uông Đào vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, lại nhìn sang cô, bên môi thoáng một nụ cười ảm đạm. Cô dường như có cảm giác kỳ quặc rằng ánh mắt cuối cùng của anh ta để lộ ra chút trào phúng, tựa hồ như muốn nói bộ xạ của bạn trai cô quả thực rất có cảm giác an toàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.